Giá lúa gạo ngày nay xin kính chào quý bà con và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý bà con và các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Yêu mến kênh, hãy ủng hộ kênh một like và một đăng ký. Đừng quên đăng ký miễn phí, ấn chuông và chọn tất cả để không bỏ lỡ những bản tin kịp thời và chính xác được cung cấp hàng ngày. Chúc quý bà con và các bạn thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Giá lúa gạo hôm nay, giá gạo 5%, xuất khẩu tăng 5 USD trên 1 tấn. Nếp tươi Long An 7.900 đến 8.000 đồng một ký, OM18 6.800 đến 7.100 đồng một ký, Đại Sâm 8 6.900 đến 7.000 đồng một ký, lúa OM 5451 6.500 đến 6.700 đồng một ký, nàng hoa 9 7.000 đến 7.300 đồng một ký, nếp khô Long An 9.100 đến 9.300 đồng một ký, nếp khô An Giang 8.500 đến 8.700 đồng một ký, nếp tươi An Giang 7.100 đến 7.300 đồng một ký, lúa Nhật 7.900 đến 8.000 đồng một ký, lúa IR 504 6.300 đến 6.400 đồng một ký, lúa IR 504 khô 6.500 đồng một ký. Mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu thành phẩm cũng không có sự biến động. Gạo nguyên liệu 9.400 đến 9.500 đồng một ký. Gạo thành phẩm 10.200 đến 10.300 đồng một ký. Hàng phụ phẩm tấm 9.600 đồng một ký. Cám khô 8.600 đồng một ký. Tại chợ lẻ, gạo thường 11.500 đến 12.500 đồng một ký. Gạo thơm giấc minh 15.000 đến 16.000 đồng một ký. Gạo sóc thường 14.000 đồng một ký. Nếp ruột 14.000 đến 15.000 đồng một ký. Gạo nàng nhen 20.000 đồng một ký. Gạo thơm thái hạt dài 18 đến 19.000 đồng một ký. Gạo hương lài 19.000 đồng một ký. Gạo trắng thông dụng 14.000 đồng một ký. Nàng hoa 17.500 đồng một ký. Sóc thái 18.000 đồng một ký. Gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng một ký. Gạo Nhật 20.000 đồng một ký. Cám 7.000 đến 8.000 đồng một ký. Thưa quý bà con, giá lúa gạo của ngày hôm nay so với ngày hôm qua tiếp đà đi ngang và chưa có biến động nhiều gì về giá, cũng như về thị trường xuất khẩu vẫn ổn định. Quý bà con và các bạn vừa lắng nghe bản tin thị trường được phát trên kênh Giá Lúa Gạo ngày nay. Cảm ơn quý bà con và các bạn luôn ủng hộ, lắng nghe và đồng hành cùng kênh. Mong rằng với những bản tin này, quý bà con và các bạn sẽ nắm được giá cả thị trường một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Hẹn gặp lại tại các bản tin tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con và các bạn.